MLMS Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương nha. Hiện tại thì bây giờ là 4:59 gần 5 giờ rồi. Ngày 2 tháng 7 năm 2023 nha. Thì hiện tại là trời đang mưa. Mà không biết sao mà mưa hình như từ đêm qua tới giờ hả bà xã? Mà mưa nhỏ nhỏ không à. Cũng có lúc mưa lớn nữa. Hôm qua thì ở trên nhà của Mla Mết thì cũng có cúp điện luôn. Đó, hiện tại thì bây giờ là như các cô chú anh chị thấy ha, cổng hoa viên mở nè. Đó, cái này là bên hoa viên người ta chở đá vào hay gì đó. Nhưng mà không biết hôm nay là bên hoa viên họ có mở cửa sớm để cho mình vào ha. Hôm qua là như tất cả mọi người là ai cũng phải vào trễ nha, từ nhân viên thì phải. Không biết là có một cái sự kiện đặc biệt đó không bà xã? Nghe đâu là chủ tịch nước ghé. Hôm qua hình như là có một vị lãnh đạo cấp cao á đến hoa viên, cho nên đó là bên hoa viên họ mở cửa rất là trễ ha, hơn 6 giờ. Hôm qua nhưng mình vô là như 6:15 thì phải ha. Đó. Thì hiện tại thì 15S có một cái thông báo cho đến toàn thể quý khán giả trên kênh của 15S nha. Thì thông báo này của chị Hồng Loan vào lúc là 20 giờ hôm qua đúng không bà xã? Đến coi. Thì cái này 15S sẽ cho toàn thể quý cô chú anh chị xem nha. Thì hôm qua là vô lúc là 20:59 tức là 21 giờ á. Thì bây giờ 15S sẽ đọc toàn văn cái nội dung mà thông báo của chị Hồng Loan nha. Hôm nay con có nhận thông tin từ Hoa Viên. Đầu tiên con xin cảm ơn tấm lòng của tất cả cô chú, anh chị, khán giả đã yêu thương ba con, đã lên Hoa Viên thắp cho ba nén nhang, mua cho ba hoa, trái cây cũng như là những món quà. Nhưng từ đây cũng xảy ra những cái vấn đề con và gia đình không thể kiểm soát được. Cũng như chuyện xảy ra hôm nay trên Hoa Viên là điều mà con, Hoa Viên cũng như các cô chú, anh chị, khán giả đều không mong muốn. Nên từ nay, con xin phép không nhận những tượng đá đặt lên mộ ba nữa. Vì đây là những ý kiến của Hoa Viên. Không phải con không muốn nhận, vì thật sự tấm lòng của các cô chú dành cho ba quá nhiều. Con và gia đình rất trân trọng nhưng lại không nhận hết được. Cũng như Hoa Viên cũng không kiểm soát được. Con cũng đã trao đổi với bên Hoa Viên. Nếu cô chú anh chị có mong muốn gửi tặng, thì Hoa Viên cũng có thể tạo điều kiện cho gia đình là mang lên phòng triển lãm được thôi. Không để tại mộ được nữa. Có thể lên mộ thắp cho ba nén nhang là ba và gia đình con đã trân quý lắm rồi. Nhân đây con cũng xin phép được gửi lên Hoa Viên cặp kỳ lân bằng đá của một chị khán giả gửi tại mộ ba vào sáng nay. Con mong sau bài viết này các cô chú anh chị khán giả gần xa sẽ hiểu và thông cảm cho gia đình con cũng như là các anh chị công tác ở Hoa Viên ạ. Con xin cảm ơn nhiều lắm. Thì hiện tại cái bài viết của chị Hồng Loan đăng trên Facebook trang chính chủ của chị ha, thì được rất là nhiều bình luận và những cái lượt chia sẻ, lượt thích ha. Thì ở đây 15S thấy chị Hồng Loan rất là hay. Cái bài văn của chị thì nói chung là ý nghĩa. Thì do là những cái lùm xùm sáng hôm qua từ những cái cặp kỳ lân của chị Hồng Ngọc rồi cặp kỳ lân của cô Năm dẫn đến những cái lùm xùm không đáng có, thì chị Hồng Loan cũng đã thông báo chính thức đến toàn thể quý khán giả gần xa trong và ngoài nước, đó chính là không nhận bất kỳ những cái tượng đá nào nữa để đặt lên trên mộ nha. Vì cũng có rất là nhiều bà con cô bác cũng đã bình luận ở trên kênh của 15S đó là khi mà chúng ta đặt những cái tượng đá nặng á lên trên mộ, lên trên cái thềm mộ thì lâu ngày nó chịu không nổi, cái thềm mộ chịu không nổi thì sẽ bị nứt ra hoặc là nó bị khác màu á, thì sẽ dẫn đến là không có đẹp cái mộ cho cậu Năm. Thì
thì đa phần là 100 bình luận thì đã có là 98-99 bình luận là không có tán thành, đặt là đặt trên thềm mộ nha. Đó thì 15 mét cũng đã xem tất cả những cái bình luận luôn. Thì hôm qua cái công việc chính của chị Hồng Loan á, là trước tiên khi mà lên á là sẽ giải quyết cái vấn đề đó, chính là tượng đặt ở trên mộ nha. Thì lúc đầu á là tượng thì đặt ở bên dưới, nhưng mà hoa viên á nhờ bảo vệ vào để nói với các anh em là đem cái tượng là đặt lên trên thềm mộ nha. Đó thì các anh em mới có lệnh thì mới đặt lên trên thềm mộ thôi. Thì sau khi mà đặt lên thì chị Hồng Loan lên thấy vậy thì chị Hồng Loan mới kêu các anh em là đem xuống. Và khi mà đem xuống thì vô tình va chạm vào thềm mộ thì bị sứt mẻ một miếng cái cạnh của thềm mộ á. Thì cái này thì chị Hồng Loan cũng như là tất cả các anh em khán giả ai cũng buồn hết. Thì hôm qua thì trước khi về thì chị Hồng Loan cũng cùng với gia đình là đã ghé bên hoa viên để trao đổi xem coi là có đặt được ở bên dưới hay không. Thì chắc có lẽ là cái bên hoa viên họ không cho phép đặt ở bên dưới. Cho nên á là chị mới thông báo vào lúc là 21 giờ tối qua là sẽ đem cái cặp kỳ lân này á lên trên bảo tàng của hoa viên. Đó thì khi mà xem được cái bài viết này từ chị Hồng Loan thì phải nói 15 mét rất là buồn luôn. Tại vì hiện tại thì mộ của chú có cái cặp kỳ lân này thì đẹp hơn hẳn luôn nha. Mà theo cái này, theo quan điểm của 15 mét, tại vì cái màu của kỳ lân á là cái màu hơi hồng, và nó cũng hơi gần trùng với cái mão của cậu luôn, nó cũng gần tẹp màu vậy đó, nên nhìn rất là đẹp. Đó thì có thêm cái cặp lân này thì người ta gọi là long lân quy phụng, nó sẽ rất là đẹp và nó mang một cái ý nghĩa. Thì theo ý kiến của 15 mét Bình Dương nha, thì hôm qua có một vị khán giả cũng đã ghé ha, và anh này thì ảnh cũng đã từng có đất ở trong hoa viên luôn, thì ảnh cũng đã bán đất lại cho hoa viên để làm nghĩa trang đó. Thì ảnh cũng đã chia sẻ và ảnh cũng có những người thân, cũng có những cái ngôi mộ trong đây luôn nha. Thì ảnh cũng chia sẻ là bây giờ có một cái cách giải quyết rất là đơn giản, đó chính là chúng ta sẽ để cái cặp kỳ lân này ở phía trước mộ của cậu nha, làm sao cho cái cạnh của thềm mộ nó song song với cái cạnh của cặp lân này. Đó, thẳng hàng luôn, để phía trước nha, chứ không phải là để bên hông như là khi mà chị Hồng Loan đặt xuống như trên video các cô chú anh chị thấy. Và như vậy là sẽ giải quyết được cái vấn đề vừa có cái món quà đẹp cho cậu rất là ý nghĩa ha, mà cũng giải quyết được cái tình huống rất là khó khăn mà hoa viên họ nói ha. Ví dụ như bây giờ mà để ở bên á thì sẽ ảnh hưởng đến những cái phần đất, nó sẽ chặt đường, nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái ngôi mộ khác. Tại vì cái phần đất của cậu Năm á thì nó chỉ vỏn vẹn ở trong cái thềm mộ thôi. Thì cái này cũng bên hoa viên họ cũng đau đầu, mà bên chị Hồng Loan thì cũng rất là khó xử. Cho nên á là vẫn chưa được tìm ra được cái tiếng nói chung. Thì theo 15 mét thì cũng như là cái vị khán giả gợi ý hôm qua thì chúng ta nên đặt ở phía trước ha, đặt ở phía trước thềm mộ á, thì như vậy là sẽ ổn định nhất. Thì ảnh cũng rất là biết lực ở trong cái hoa viên nha, cho nên ảnh cũng đã gợi ý. Thì cái này thì 15 mét cũng có một số đóng góp như vậy. Ê, thì bà xã, em thấy cái ý kiến của anh sao? Đúng rồi. Nên là mình phải theo cái ý kiến của gia đình là thứ nhất thôi. Theo anh nghĩ thì tại vì thứ nhất là chị Hồng Loan mình chưa tìm được cái tiếng nói chung với bên hoa viên đó, cho nên cũng phải đành chấp nhận là đưa cái cặp lân này là lên trên bảo tàng. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ thoáng ra một chút thì chúng ta vẫn để được cái cặp lân nha. Đó thì đây là chia sẻ nhỏ của 15 mét Bình Dương đến với toàn thể quý khán giả ha. Thì các cô chú các anh chị cũng có thể là comment bên dưới để có thể là tìm ra một cái hướng giải quyết nào đó thích hợp để gửi đến chị Hồng Loan.
mong là chị có thể là giữ lại cặp lăng, tại vì cặp lăng này mà đem lên bảo tàng và nó rất là buồn, tại vì heo 15 bếp nghỉ nha, nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà em biết sao không? À, sao bà ta? Một con như vậy là hơn 100 kg rồi. Mà để lâu dài á là sẽ ảnh hưởng đến cái. Không, để phía trước em. Ý anh là nãy phía trước. Ừ. Phía trước là nó sẽ ăn cái bàn đậu á, là cái con lân nó bị che khuất đi, hiểu không? Nó vừa xét cái mấy thứ luôn, chân chân hoa đồ này kia là bị che cái con lân đi, hiểu không? Nó xét luôn á. Là con lân nó phải trống thì nó mới đẹp. À, theo anh nghĩ thì trống cũng đẹp, nhưng mà nếu mình điều chỉnh lại cái bàn thờ sao cho nó vị trí ở giữa là nó đẹp nhất có thể. Nhưng mà giờ chị Loan ra thông báo rồi thì ngày hôm nay thì chắc là bên hoa viên sẽ đem đến, không biết là hoa viên xe đẩy để mà đẩy nó lên rảnh rồi. Tại vì đúng rồi, có thể là hôm nay thì bên hoa viên họ sẽ mang xe đẩy để đưa hai con lân này về trên bảo tàng. Và để có thể là để trên bảo tàng lưu giữ những cái kỷ niệm đáng quý từ khán giả gửi về cho cậu Năm ha. Đó, thì sáng nay thì 15 bếp cũng có một số chia sẻ như vậy, cũng như là thông báo chính thức từ chị Hồng Loan gửi đến toàn thể quý khán giả trên kênh của 15 bếp Bình Dương cũng như là bà con trong và ngoài nước nha. Thì đến đây thì 15 bếp xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 bếp Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.